Hồi nhỏ cứ ốm là mẹ mình lại đi mua thuốc về bắt uống, mà mình thì không khoái thuốc một tí nào, nhưng cũng phải uống thôi. Mà uống nhiều mới thấy là hay có một loại thuốc gọi là kháng sinh, mà hồi đó thì chưa hiểu nó là gì, cho đến khi hiểu bản chất của kháng sinh thì tớ đã giật mình vì biết rằng hóa ra lâu nay mình đang tự hại mình, và rất nhiều người cũng đang như vậy. Thế thì thuốc kháng sinh là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Và qua đây, các bạn cũng sẽ hiểu tại sao mình lại nói rằng chúng ta đang tự hại bản thân khi sử dụng thuốc kháng sinh không đúng cách. Về cơ bản thì các bạn cứ hiểu thuốc kháng sinh là một loại thuốc có chức năng là diệt con vi khuẩn hoặc kìm hãm sự phát triển sinh trưởng của con vi khuẩn. Các bạn nhớ là vi khuẩn chứ không phải virus nhé. Con vi khuẩn nó to béo hơn con virus rất nhiều. Nếu bạn đặt virus và vi khuẩn cạnh nhau thì giống như kiểu để trái đất gần với mặt trăng vậy. Về nguồn gốc, người ta đã sử dụng thuốc kháng sinh từ xa xưa, nhưng cho đến gần đây nó mới được định nghĩa một cách đầy đủ và chính xác và có tên gọi chính thức là thuốc kháng sinh. Thuở sơ khai cho thấy con người đã từng dùng thuốc kháng sinh để chữa bệnh, đó là dùng nấm mốc trên đậu phụ để đắp vào các vết thương. Rồi sau đó nữa thì họ lại dùng nấm mốc mọc lên từ bánh mì, ngô hay thậm chí là giày da cũ để mốc, lấy cái mốc đó đắp vào vết thương và thấy rằng nó mang lại nhiều công dụng. Cho đến năm 1928, Fleming là một nhà vi khuẩn học. Trong khi kiểm tra cái đĩa nuôi cấy chứa vi khuẩn, ông đã phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là nấm xuất hiện trên đĩa vi khuẩn và cứ xung quanh những tảng nấm thì vi khuẩn lại bị phá hủy và chết. Ông cho rằng nấm này đã tạo một chất giết chết vi khuẩn. Tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng ông đã tìm ra trong loại nấm này có một loại chất. Chất đó có tác dụng diệt một số loại vi khuẩn và nó có tên là penicillin, chính là ông tổ của các loại kháng sinh trên thế giới. Về sau, y học phát triển hơn, người ta đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để đi tìm chất kháng sinh, nghĩa là tìm các chất tương tự như chất trong cái nấm kia có tác dụng diệt vi khuẩn. Khó ai ngờ, nơi mà các nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới cắm đầu vào để tìm kiếm lại chính là những vũng bùn, những mương nước thải hoặc thậm chí là những bãi rác để lâu bốc mùi dữ dội. Nhờ công cuộc tìm kiếm đó, ngày nay chúng ta có rất rất nhiều các loại chất được sử dụng để làm thuốc kháng sinh. Không hề mê tín khi nói rằng chúng ta đã được cứu sống từ những bãi rác và mương nước hôi thối. Như vậy, có lẽ các bạn đã hình dung được thuốc kháng sinh là gì. Thì đó là một loại thuốc được chiết ra từ các chất. Các chất này lại có nguồn gốc từ nấm mốc, xạ khuẩn hoặc các sinh vật khác. Ngày nay khoa học còn tạo ra được các chất này từ hóa học, không nhất thiết phải lấy từ các sinh vật kia nữa. Thuốc kháng sinh, khi được uống hoặc tiêm vào cơ thể thì chất kháng sinh trong thuốc sẽ tìm đến và xử tử các loại vi khuẩn, hoặc ít nhất cũng làm cho nó bại liệt, không thể phát triển bình thường. Về cơ bản thì thuốc kháng sinh là tốt, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng không đúng thì sẽ gây hại rất lớn đối với cơ thể. Không phải cứ ốm là uống thuốc kháng sinh. Các bạn đã hiểu thuốc kháng sinh là thuốc diệt vi khuẩn, thế nên chỉ khi nào cơ thể bị vi khuẩn tấn công thì mới nên uống. Còn ốm do virus thì có uống kháng sinh và cũng chả có tác dụng gì, mà ngược lại còn rất nguy hiểm. Đó là bởi vì, thứ nhất, trong cơ thể chúng ta có rất nhiều loại vi khuẩn. Vi khuẩn gây hại có, vi khuẩn không gây hại có, và có cả những bạn vi khuẩn tốt nữa. Nếu chúng ta uống nhiều kháng sinh sẽ vô tình giết chết cả những bạn vi khuẩn tốt. Một số nhu cầu của cơ thể do vi khuẩn tốt hỗ trợ sẽ bị ngừng đáp ứng, cơ thể sẽ gặp vấn đề. Thứ hai, khi dùng thuốc kháng sinh không phù hợp, có thể là dùng nhiều quá, có thể là ít quá, hoặc không cần cũng dùng, thì sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn tiếp cận và quen với chất kháng sinh. Vi khuẩn sẽ biến đổi để chất kháng sinh không còn giết được nó nữa, rồi con vi khuẩn đó lại sinh sôi nảy nở. Dần dần thuốc kháng sinh sẽ bị vô hiệu với loại vi khuẩn này. Người ta gọi đó là hiện tượng kháng lại kháng sinh. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi một cơ hội để tiêu diệt vi khuẩn. Thứ ba, thuốc kháng sinh có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể như đau dạ dày, buồn nôn, chuột rút, tiêu chảy. Và với những trường hợp không may bị dị ứng thì còn những vấn đề nghiêm trọng hơn có thể xảy ra. Như vậy, qua video này, các bạn đã biết thuốc kháng sinh là loại thuốc giúp diệt vi khuẩn, chứ không phải cứ ốm thì uống. Và cũng biết cách người ta tạo ra thuốc kháng sinh là nhờ tổng hợp các chất kháng sinh từ nấm mốc hay các sinh vật khác. Quan trọng nhất, các bạn biết rằng nếu lúc không cần mà cứ uống bừa kháng sinh, đến lúc vi khuẩn tấn công thật, dùng kháng sinh lại không có tác dụng thì đó chính là tự hại mình. Vậy thôi.
Các bạn có thể ủng hộ kiến thức quý vị bằng cách mua các khóa học ở phần mô tả và comment của video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.